Yep. Cánh này may mắn này, cái này may mắn này em ơi. Thiên Sơn này, Quốc Tử này. Rồi ra, nó gần chết cánh luôn. Cánh nó phí mất thời gian nè, đó, lợi được thời gian nào hay lúc đó. Thiên Sơn một tiếng không nói rồi. Ừ, không bỏ gì hơi gì luôn em ơi. Đánh cho nó chấp. Rồi, cánh may mắn này. Đó, đó, ngừng ném độc này. Ngừng ném độc này, đó. Dứt. Đã ngừng ném độc nha. Đó, cho đường mong kết thúc, đó, ok, rút. Ok. Có một giá chiền là ngon rồi em ơi. Đây, rút lên đây, có con gì không? Hồi thố mà ra giá chiền là thấy êm rồi. Hồi thố mà ra giá chiền khá tỷ lệ 20% ra đồ ngon rồi em ơi. Ừ, hôm nay sang lên bài boss em ơi. Đem cho Khải một like em ơi. Ui da, ai đánh thì sao rồi? Có sang không? Hỏi coi. Đồ. Có người sang à? Đội sao không không mang mấy con sang? Có người sang rồi. Ok, xem đồ. Nón số. Vũ khí số. Nón số. Ôi, không có kháng tất cả. Ôi, giá trình đẹp vãi nồi nè mày. 17-40. Vãi nồi, giá trình đúng đẹp luôn. Không có kháng tất cả, trời ơi cái gì. Giá này mà có khí thêm kháng cả 10 hay 12 là đẹp luôn á. Quá nhỏ. Trời ơi, gia thổ của tôi. Mắt ồ, không kháng tất cả nè. Đồ. Này mà kháng cả 10 hay 12 là khải xài ngay. Trời ơi, giá trình đẹp gơ nè. Ok, mình sẽ cố gắng ra cho chi. Ô, kẹt ghép rồi. Nhỏ quá, cái gì mà đẹp mà không kháng cả nhỉ. Quá tiếc, quá tiếc, tiếc, quá tiếc. Ôi, ra cho chi. Kháng cả thêm 10 là đẹp nè. 12 là chắc luôn, 12 là khải sẵn sàng bán cho chuyện này, khả xài cho chuyện đó ngay. Tại vì cái hiệu ứng kháng nó đẹp quá. Giờ bây giờ là mình không có bỏ con gì cả. Cứ hợp thổ hợp gì mình cũng bụp anh em. Bụp hết. Hồi nào mình cũng bụp. Dạ giới nhân trình cũng nhật là 10:53. Dạ giới trận cứu 10:55. Ôi con em động, em động, em động. Ok ngừng, ngừng. Ok man, sức nó. Em động đã ngừng kịp thời mà xem tới nữa xong rồi. Lâm độ. Đai lưng. Ok. Đai lưng này cố gắng kiếm đai lưng làm chậm rồi đẹp. Ok là map khác nè mày. Cái này có mấy người xanh ông kia xanh mới xong rồi. Vũ khí. Số. Rồi, có thể làm chậm 20. Sinh lực. À, cái này dòng 2, vẫn đi. Cái này 3, dòng 1 thì được. Dòng 1 cho xe mang được dòng 2. Lại đai lưng dòng 2. Không êm cho lắm, sốt đi. Đái phát cho nó hơn rồi, những anh em nói. Ok, về Vân Thành, về Vân Thành. Ok man, ok man. Tao sẽ cho mày đứng chỗ này đợi nhá. Dứt thôi. Cánh lách, anh em thấy cánh lách không? Mà đánh giật tóc gơ không? Thấy chưa? Trời ơi, ôi trời ơi, ai chịu nói? Ai chịu nói? Rồi, nhiệt độ. Rồi, nhiệt độ thôi. Một cái giày, một áo à. Giày à. Rồi, bói cái đôi giày này coi. 339 40-14, ok, được đôi giày này được đấy. Được rồi, dày 40-14 nè em ơi. Ok, shop shop quen đồ dày này. Dày 339 bỏ thôi. Bỏng ơi. Nón. Ui, 19-40 này. Trời ơi, cái nón hồi thổ. Vũ khí.
số áo số. Ok, đường 21 nhìn khá là đẹp. 14 à, dứt. Bữa nào là mẹ cái băng rồng đánh tống kim. Khải Huyền xem cái băng rồng. Hello anh em Trần nha, cái băng rồng yếu lắm anh em. Cái băng rồng đánh tống kim không được. Cái băng rồng yếu lắm. Đánh cái băng rồng là khỏi khỏi luôn anh em. Cái băng rồng yếu kinh hồn luôn. Khải đang mang xếp một bánh 5 nha mọi người. Đó. Còn Thúy Yên xếp một bánh 12. Nhưng mà Thúy Yên phải qua 12 giờ. Thúy Yên qua 12 giờ mới đánh được. Tại vì nó hôm qua, tối qua Khải đã sang Thúy Yên rồi. Bây giờ chỉ sang được đường môn thôi. Đường môn 8 con thôi. Qua 12 giờ sẽ sang Thúy Yên. Họ có đai lưng. Ok. Họ được 4 món. Tăng chị on. Ok man. Không ai sang được ngon à. Tăng chị on. Bỏ nha nè. Bỏ nha. Đai lưng xốp. Nón xốp. Xốp. Tăng chị on. Ở khó làng này, Sivu này, mình ăn hết con này là con thứ 3 này. Tiếp lần qua con kia nó 4 con luôn là êm anh em. 4 con luôn là êm. Đúng đen luôn anh em, chưa có gì luôn. Chưa, cảm giác là không có được cái gì luôn anh em ơi. Đen vãi nổi. Biết sắp tới đây là cái lần hóng binh, sắp tới đây lần cuối cùng hóng binh cái nỏ không biết sẽ ra sao đây. Cái này chưa thấy gì gọi là VIP. Mình sẽ bán 1.000 mới đủ được đúng không? Đen quá mà. À à à. Ừ ý là nói là tí nữa qua 12 giờ là mới sang được nữa. Chứ còn lệnh bài boss là Khải sẽ đánh mà. Chuẩn bị Khải xong cái này Khải đánh lệnh bài boss cho anh em xem. Khải cầm ạc đường môn đánh luôn. Không có cầm ạc nào nhiều. Cầm một mình ạc đường môn thôi. Chúng cần ạc nào chi cho nó lâu thông. Một ạc đường môn thôi. Ôi. Có một cái nhẫn nha anh em. Có một cái nhẫn hỏ nha anh em. Rồi bó gáo này rồi. Rồi ok. Ok rồi. Ui. Má cái áo thằng Vap 20 kìa. Phải nồi chưa? Lần này ngon nha. Mong cái nhẫn sẽ ra nô 1 anh em à. Mong rằng cái nhẫn hỏa này hoặc là bao tay sẽ ra nô 1 hay đai lưng. Ui đồ này ngon. Hỏa mà 4 món ra nhẫn này, bao tay này, đai lưng này là mấy món mình cần anh em à. Ok, cố thủ đăng. Về dứt con cố thủ đăng nữa. Ok. Rồi cho xe đứng đây. Về dứt con cố thủ đăng anh em ơi. Bỏ đồ. Xem được gì đây? Áo shop này. Ồ, cái áo này đẹp không? Thằng Pháp 20 đẹp chưa? Quá chất. Shop. Đặt lưng. Bao tay. Shop. Cho rồi. Nhận nhận. Ôi. What the hell. Wow. Một cái nhẫn khá đẹp. Ok. Cái nhẫn này Khải sẽ có một cái lý do Khải sẽ mang đồ này mà. Cái nhẫn này quá đẹp luôn em. Khải sẽ có một cái lý do mà Khải sẽ mang đồ khác. Ôi. Cái nhẫn này cực kỳ chất cho đường môn Khải luôn. Khải sẽ mang nhẫn 20. Đai 40. Và bao tay 40. Đó, Khải sẽ có làm chậm 100 làm chậm luôn. Ok. Và Khải sẽ bán cái nhẫn này đi. Đó, nhẫn này không ăn thua này mà. Khải mang cái nhẫn kia và Khải mang cái này vào là sẽ ok luôn. Ok, tiếp tục là con gì đây? Ui, một cái nhẫn ngon, cái đó làm chậm 40 là chất luôn rồi. Đậu xanh. Làm chậm cái 20 thôi. Trời ơi, nhưng mà vẫn có thể mặc đồ được, đường môn vẫn có thể mặc đồ được. Cố thủ đăng. Trời ơi. Đẹp quá, cái nhẫn đẹp quá. Cái 40 thì 2 cũ rồi, thiệt luôn anh em, hơn 2 cũ luôn ấy. Trời ơi, 20 vẫn được, 20 thì Khải có thể mang đồ được anh em. Khải vẫn có thể mang đồ làm chậm 80 được. Khải sẽ thay cái nhẫn này vào. Và Khải sẽ thay một cái bao tay làm chậm sinh lực cao vào. Đó, đai lưng vẫn giữ như cũ rồi. Đai lưng vẫn giữ như cũ rồi. Thì Khải sẽ bán được cái nhẫn này được hơn 15 kim. Đó, cái nhẫn này Khải sẽ thay vào cái nhẫn này thì cái nhẫn này Khải sẽ bán được hơn 15 kim. Đó. Bao tay này thì Khải sẽ thay một bao tay thông bao tay làm chậm 30 sinh lực cao là được. Đó vào thôi. Thì quá ngon. Trời ơi, nhẫn quá đẹp. Đúng rồi, rồi, Khải cái nhẫn đang xài Khải bán cho tài sẽ lưu phải hơn 20 kim. Xong rồi Khải mang cái nhẫn đó vào, rồi Khải đầu tư cái cục tinh hồng. Khải mang cái nhẫn Khải chỉ mang cái bao tay làm chậm 30 thôi là được rồi.
sức lực cao, nỗ lực cao nữa là ok anh em. Đó, quá chắc chưa. Đồ nhận đúng đẹp luôn em. Nếu mà ra nhận đó thì Khải sẽ bán cái nhận kia anh em. Khải sẽ bán cái nhận kia, Khải thu vào khoảng 15-20 kim. Đó, Khải thu vào 15-20 kim. Sau đó thì Khải sẽ lên đảo, Khải sẽ đầu tư một kim máy lên đảo và Khải sẽ mua một bao tay khác. Bao tay sẽ lực lực cao nữa là ok. Bao tay này chỉ có được cái dòng thông pháp và sinh lực 105 thôi, cũng chưa đẹp lắm. Ok, quá ok luôn em ơi. Trời ơi, nhận quá đẹp. Đúng rồi, xí nữa vô khúc 40 thôi, chỉ cần 40 thôi là vô khúc ngay. Nếu mà ra 40 là Khải xài luôn. Đồ đều không ra 40. Bói anh em ơi, nhận lại là nhận mộng, mộng mộng. Ui, cái lô 13. Độc sát 33. Đâu, nếu mà Khải thay cái nhẫn này vào thì lượng làm chậm đâu có đủ anh em. Nếu mà Khải thay cái này vào thì làm chậm Khải chỉ có 20, chỉ có 60 thôi này anh em xem nè. Đó, nếu mà Khải thay cái nhẫn này vào là ok luôn, lực tay Khải thay khá là đẹp. 640 đúng không? 640 đúng không? Anh em coi này. Mang nhẫn này vào. Bùm, ồ thấy chưa? Nhưng mà mang nhẫn này vào. 656 đẹp chưa? Nhẫn quá đẹp. Anh Tấn rồi, hỏi anh Tấn không? Nhẫn khăn lôi. Nhẫn thân pháp 8, sinh lực nỗ lực rất là cùi. Bán với cái giá 15 kim. Nhẫn Khải là sinh lực 120 nha. Nhẫn Khải sinh lực 120, không phải như máy nhẫn này. Được dám lấy luôn. Còn không em mang còn 20-30 là được đó. Mua bao tay. Ơi, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, bớt giận anh trai. Giải giá nhân nè mày. 502 thì thua rồi, 502 bỏ rồi, không kích được. Khải chỉ cần dòng 1 thôi. Còn hack là kiếm dòng 1. Dòng 1 sinh lực lực cao, đó. Hay là dòng 1 sinh lực lực cao, đó, chỉ lấy 80 thôi, không cần nhiều. Ok, nhận rồi. Ok, lần này cánh miếng bánh nè mày, quá tự với kia hết rồi. Hơn nửa tiếng rồi. À, may mắn nha. May mắn này, may mắn này. Ok. Lần này cũng mọc luôn em. Dòng 2 thì không xài được rồi. Dòng 1 thì ok. Dòng 1 thì Khải mua ngay. Dòng 2 thì bó tay rồi. Hôm nay có xem bóng đá không? Không anh Mạnh Lê. Em không có xem bóng đá hôm nay. Em đang like này, em không có xem. Anh Khải vẫn còn đen đen cái gì đó, chưa đỏ lắm. Đúng rồi, chưa đỏ lắm anh em. Đủ pha đó mà quất cái nhận 40 là trời ơi. Pha đó quất nhận 40 nha. Khải thay vào chỗ này luôn. Khải không cần lên đảo luôn anh em. Đó. Sẽ được 18 thông pháp, 16 cái này nó trời ơi đẹp, đẹp chót chơi người dơi luôn. Mà lại số không được như mơ ước. Ừ, Khải nhớ như có một tay cũ làm chậm 20, sinh lực 156 anh em. Đó vào tay đấy, khỏi khỏi nói luôn anh em, vào tay nó khỏi bàn luôn anh em. Khải nhớ là Khải đỡ ở đâu quá, Khải tìm không có ra. Khải đang tìm thử xem. Bao tay đó Khải đỡ ở đâu ta. Nhớ có một bao tay, tại vì lúc đầu server Khải có xài bao tay đó. Khải dọn rương thì bỏ ở đâu trời. Khải nhớ Khải dọn rương thì bỏ ở đâu á. Ok, lên tiếp con trên này. Ồ, có hai ngập bội, một nhẫn nha. Lỡ đâu một cái nhẫn làm chậm. Ồ, nhẫn này nhẫn mật rồi, nhầm. Ừ, dòng 1 thì quốc, dòng 1 mà sinh lực lực ok thì quốc. Tại vì hôm trước Khải có đi tìm á, Trang Minh Trung. Có nhiều bao tay dòng 1 nhưng mà không có làm chậm được, không có sinh lực lực cao nên Khải không có mua. Nó rất là tù. Nhận đó chắc chắn sẽ có người cần nè. Trang Minh Trung. Ok, bối độ. Con này hở hở là gì đây. Ờ, khắn lôi. Này mọc nhầm. Khắn lôi 9. Số. Ok. Không, nhận đó Khải không bán đâu. Nhận đó Khải sẽ rời xài không bán. Tại vì Khải thích cái dòng sinh lực lực anh em. Đường môn sẽ rất là cầm. Khải không bán. Khải có bán, cái bán cái 40 kia này. Cái bán cái 40 lấy ít tiền rồi bù qua cái bao tay là được. Đó. Bù qua bao tay là được. Ừ, hoặc là bao tay dòng 1 30 sinh lực lực trên 100 thôi là đẹp. Bao tay cấp thấp mà, bao tay cấp thấp sao kích được. Tại vì Khải chỉ kích được khoảng 60 sức mạnh nè, không có nhiều, 60 sức mạnh thôi.
Đúng rồi, bán cái 40 kia đeo cái nhẫn này ngon hơn. Ok, là kiếm cái nhẫn thứ hai coi. Là kiếm một cái nhẫn thứ hai coi. Nhẫn khải hiện tại nhẫn này gọi là đẳng cấp đó anh em. Nhẫn này gọi dặn đẹp đấy, phải đơn giản không em, sức lực nỗ lực cao nha. Ôi một cái gì? Phải dặn nhẫn vừa, nhẫn sức lực cao ấy. Rồi, tiếp tục là công trình này. Vấn đề là tìm được chủ hay không thôi. Con này ra một nhẫn nha em ơi, con này khả năng thấy ra một cái nhẫn nha, một cái nhẫn họ nha. Anh em có thấy một cái nhẫn họ không? Ok, trình cứu nhẫn họ một. Anh em có thấy một cái nhẫn họ đang nằm trên tay của Khải không? Trình cứu nhẫn, lấy nhẫn nhiệm vụ á. Không ra bao tay nè mày. Bao tay cấp thấp thừa 60. Ok ok, tí nữa Khải đi dạo xem nếu mà có ok luôn. Ồ, đủ 8 con rồi em à. Hết rồi. Con kia bỏ rồi, rút. Thế Yên cũng xong 8 con rồi nè. Bỏi. Trời ơi, cái nón này nè em ơi. Ôi, cái nhẫn kia mong sao sẽ có cái dòng như này đẹp luôn. Ngập bội. Nhẫn hỏi nha. Sốt cái này. một dòng một duy nhất. Ok, đi xem. Đi sang boss tiếp anh em. Khải sẽ lấy lên bài boss, Khải ra sang tiếp luôn. Khải sẽ lấy lên bài boss. Rồi Khải một con thôi, Khải test thử. Đó, thấy chưa? Thấy chưa anh em, thấy chưa? Anh em cái góc này là Khải hay đánh lắm. Anh em thấy chưa? Đó, anh em thấy chưa? Phá mà còn thời gian lấy nè mày. Không cần anh em, đó, thấy chưa? Tăng luôn, sợ quái bố con nào anh em. Sợ quái bố con nào anh em. Đánh thì được đó, nhưng mà đánh một hai con, một con một lần thôi. Đánh nhiều một lần là nó quýnh mà chết ngay. Thấy chưa? Không cần anh em ơi. Khải nghĩ không cần thiết đâu. Lấy Thế Yên rồi đánh phải gấp kịp đồ mệt bỏ bà đâu. Đó, dứt luôn. Không có ngán. Thấy chưa? Dứt luôn anh em, không có sợ. Rồi, ngừng em đọc. Rồi, kết thúc. Đó, vậy thôi. Đơn giản nè. Nút lách luôn, quýnh cho nên anh. Đó. Đó, thấy chưa? Nhanh gọn. Đúng rồi, Khải nghĩ nhân phẩm thôi nha. Đó, rồi. Ôi, được một kiếm này. Một kiếm, một phi đao, một dây chuyền nè. Tiếp tục. Dứt luôn, sợ gì nè. Khải kiếm gốc rồi. Dứt. Một con thôi. Đó, thấy chưa? nọ hút anh em. Khải đang cầm nọ hút thôi. Trời ơi, xấu dòng này anh em, vãi nôi. Ôi, toàn rác. Ê, con này nó giờ ban rác. Thắng một lần hai hả? Nó muốn em chết anh. Một lần một thôi, lắm một lần hai nó muốn em chết đấy. Được, nhặt được anh em. Rồi, dứt đi. Dứt. Con đường môn sẽ kết thúc anh em. Đó, thấy chưa? Anh em thấy đồ chưa? Ok nha, phụ diện gái rồi tính tiếp anh em. Phụ diện gái rồi lượm thêm tiền nè. Đó, dạ thôi, đánh nhanh gọn. Rác nè. Đồ, cái này xấu dùng. Rác nè. Một tay rác nè. Tay không lôi 14, sinh lực. Rồi ok, tiếp tục. Đó mà thôi, đánh nhanh gọn vậy thôi anh em. Không cần làm gì phải nhiều. Tiếp tục. Ui, lại con mọc nữa. Hai con đây. Đó, ui chấp bà con kim, chết rồi, con kim đánh chết quá. Ôi anh em ơi, con kim đánh đau lắm. Chết tôi rồi. Sai làm rồi anh em ơi, lần sau không dám thả hai con nha. Thả một con thôi. Hai con nó muốn chết đấy. À, kịp gấp. Được. Ok. Ngon anh em ơi. À, thả một lần hai con đánh được nè anh em. Nhưng mà mình thả xong mình chạy gấp thì được. Chết con hờ mọc trước nè. Ui, chạy ra lung tung vậy. Đậu nhí. Lâm hàng.
Rồi Mộc chết nha anh em, Mộc chết nha. Mộc sẽ chết ngay bây giờ. Mộc chết trước, Mộc chết trước. Khải auto đánh Mộc chứ. Đó, ra làm đồ qua tính tiếp. Ui, cắm không được linh. Rồi tiếp tục qua đây em trai. Rồi tiếp tục quốc kim thôi. À, từ từ anh em ơi, giữ bối đồ đi, đứng chỗ này chết đấy. Full đồ rồi. Khải bối đồ cho anh em xem nha. Nón. Nó. Ngọc bội. Vũ khí. Rồi, không có gì. Ok, tiếp tục ra lấy thêm tiền. Rồi, ra thôi. Nhà mày bớt mà. Được rồi, được rồi. Nhưng mà sợ hợp kim anh em ơi. Nếu mà hai hợp kim là khó, nhưng mà cái góc này là đánh được. Góc này là đường môn Khải đánh được. Ôi, họ kiếm lâu vãi. Kiếm không lên đam nổi anh em. Tối nay dứt 20 con lên bài boss anh em. Lâu rồi không dứt lên bài boss anh em xem. Tống Kim lấy lại trong top 10 và sang boss thì đồ ngon ốp. Anh tôi hết ngáo rồi. Ok Đào Hiếu. Rồi xong vùng kim rồi, Khải thả tiếp hai con nè. Góc này Khải đánh vô tư tại vì boss này nó không chạy được. Khải thả nó đứng ngoài cái bờ ruộng đó, ngoài cái bờ mương rồi, nên là nó không được vào trong đâu. Sấy mòn cả lành. Ha, đánh con kim chua vãi nồi. Tại vì cái góc này là Khải thường xuyên đánh lệnh bài boss ở những server khác nè, nên là Khải biết góc này đường môn đánh được. Ừ, hiện tại Khải mấy anh chị xếp được mấy năm thôi anh em ơi. Lỡ đâu liệu đâu bất ngờ tối nay ra lại ra cho chuyện khác cả 20 hợp thổ sao anh em. Ok ra thả hai con nè. Ok ok em ra thả hai con nữa nha. Tại vì em sợ nó hút hàng em ấy. 1 2. Đó ok được chưa. Hài lòng anh em chưa. Vô dứt. Đó ok chưa. Anh em thấy ok chưa. Server này Tống Kim nhiều anh em đầu tư nhỉ. Đúng rồi anh em, nói chung là muốn đánh, muốn mạnh, muốn khỏe và đầu tư đánh nó mới chắc được. Họ Kim lâu chết gớm nha. Trời anh em thấy đàm sướng không? Đàm sướng chưa? Ôi con Hợp Mộc chết trước rồi. Con Họ Kim đánh từ đầu đến cuối không chết anh em. Giờ con Hợp Mộc, hai con Hợp Mộc gần chết rồi. Rồi ok, cho kết thúc Mộc này. Cho đồng môn kết thúc Mộc này, anh em đọc đứng đang ngồi chơi nè. Đó, anh em đọc đứng ngồi chơi thôi, không làm gì. Đó, anh em thấy chưa? Anh em đọc đứng ngồi chơi thôi. Ngồi xuống. Đó, chờ lâm độ. Anh tin thổ lộ rồi, anh tin thổ lộ rồi. Anh tin thổ lộ rồi. Một bao tay. Một cái gia chi. Một cái chi, một bao tay Hợp Mộc. Ok, tiếp tục. Con Kim vẫn còn nhiều anh em à. Khỏi Khải phù diện cái ạ. Khải lấy thêm tiền, Khải mở thêm boss. Con Kim từ từ đỡ cả bà nó đi. Khui. Trời ơi, gia chiền khắn lôi. Không được gì hết. Dậy. Bao tay. Ok, chưa cái gì. Rồi, tiếp tục. Để ăn xong hợp kim này đi em ơi. Con hợp kim này nó dính tù quá. Cảm giác không được đồ ngon. Để dứt hợp kim này cho xong đi. Dứt hợp kim này cho xong đi. Đánh từng con hay hơn nè. Đánh nhiều con một lúc cảm giác nó không được hay lắm. À đồ. Khải có kích rác bắn lại cho mình nha. Ok có đợi cho. Có để cho. BM mặc đi. Tí BM. Đừng cá. Hợp kim lâu quá. Để giật cho nó xong rồi em. 20 con thôi em. Vui vui làm cái 20 con thôi. Cho em ra đi anh. Em ra đó làm gì. Hợp kim lâu vãi nổi. Đã ra vũ khí nào. Rồi cho anh em đọc đứng chơi nè. Đam nữa coi. Rồi. Chưa dằn máu, chưa chân máu. Ok. Rồi anh em đọc đứng chơi nè. Anh em đọc đứng chơi thôi. Đó. Rồi đường môn kết thúc. Á đồ. Con này không có đồ gì luôn. Vãi nồi con kim. What the hell con kim. Vãi thiệt. Thổ. Vãi nồi con kim.
Thả một con nó mới hấp dẫn em, tại vì đường môn mà đánh nhanh thôi, khả đánh nhanh thôi, đường môn đánh nhanh thôi. Bói từng con thử anh em. Rớt anh em ơi, hồi kia mít vãi nồi. Không có món gì luôn. Vãi lọ. Rồi, thổ kiếm với chuyện kháng cả này. Kháng cả 20. Dừng kháng cả 20 coi. Ôi, không có gia truyền anh em ơi. Một áo. Áo thì không yên thua rồi. Áo rắc. Về giờ 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 giờ. Lúc xin tiền này. Ok, mít quá, mít quá. Thổ này. Đồ, có đôi giày 16-40 này mà. Trời ơi, đôi này mà thay qua đôi kia 40 đẹp luôn. Trời ơi, lôi sắc ngoại công 38. Quá nhỏ. Nói chung là đồ anh em dòng anh em uống. Đồ có tính ra mình mang xếp mảnh cả năm thôi anh em. Mà đồ nó ra đồ ngon vãi nồi anh em. Mày mảnh cả năm à. Mảnh cả năm mà đồ ngon vãi nhờ. Chưa hết tiền sơn, chưa hết tiền sơn được coi gì, hết tiền sơn chưa. Kính bên thiên sơn hết chưa? Chưa hết thiên sơn, chưa hết thiên sơn, thiên sơn vẫn còn. Thiên sơn vẫn còn. Ok, mọc là êm rồi. Con em mi mà đâu có tiêu rồi, đậu xanh con em mi. Mấy chị đâu có tiêu rồi. Nghe mi chết rồi, nghe mi nó bị phù rồi, để cho nó chạy ra. Không tính ra năm dòng mà đồ cũng mắt ộp mà. Cái vấn đề là cái dòng tóc nó không được mát thôi, chứ còn tính ra nó vẫn đẹp mà. Nó đẹp hơn mấy hôm anh em. Đẹp hơn nhiều. Mấy hôm bằng xếp 12 mà không ăn thua. Toàn rác thôi. Lụm nè. Đó. Đó, nón nè. Thả nè, từ từ cho con nghe mi vô trong góc đứng rồi. Rồi, tiếp tục. Ok, cho em rác ra đây, ok. Ra đây cho rác này. Đai lưng khăn lôi cho nè. Nó khăn lôi 20.